chào cả nhà nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn ạ, chia sẻ với các bạn về cái cách thức mà chiết cây hoa lựu lựu quả nhé bạn nhé. Để mà chiết được cái cây thì có những cái nguyên liệu như sau ạ. Đây là cái rễ bèo ạ. Rễ bèo xong các bạn lấy ở ao xong rồi phơi thật khô đi ạ. Không cần tẩm ướp cái gì hết cả. Hai là các bạn lấy một ít cái dây này nó có ít thép ở trong ấy, nên là quấn khi mà mình cột thì nó rất là dễ dàng, nó không bị long. Đây là công đoạn chiết cành nhé bạn nhá. Dùng cái kéo chiết ạ, khoanh hai khúc ạ, mỗi khúc cách nhau khoảng tầm 1 cm, sau đó dùng móng tay ạ, lóc hết tất cả các cái thịt mà bám ở cái đoạn khúc đấy đi ra. Đó, tiếp tục với một cái cành khác ạ. Cũng làm tương tự như vậy thôi ạ. Rồi ạ. Sau đó thì sẽ dùng cái rễ bèo để quấn vào cái đoạn mà đã khoanh. Mình sẽ nói qua về cái rễ bèo cho bạn nhá. Cái rễ bèo này là bèo tây mình lấy ở ao ạ. Sau đó thì mình bỏ cái phần lá đi. Cho cái phần rễ này lên trên sân phơi. Mỗi một cái khoanh như vừa mới khoanh đấy thì sẽ dùng một rúm cái rễ bèo như này để quấn ạ. Sau đó thì quấn cái rễ bèo vào ạ. Đó, quấn thật chặt rễ bèo để cho nó ôm lấy cái đoạn mình vừa cắt đó. Sau đó thì dùng cái tấm ni lông để bọc vào. Ly lông thì các bạn nhớ lấy cái sáng màu ấy, để ít nữa ví dụ mình còn nhìn mình thăm xem là nó có ra được rễ hay chưa. Xong lấy cái dây thắt vào hai đầu ạ. Đó, cố định. Tết hai cái đầu ấy thật chặt. Mục đích là để cho ví dụ như mà mình khi mình tưới hoặc là khi nước mưa ấy, nó không thể vào, nước nó không vào được trong cái phần bầu này. Để tránh cho cái việc nước nó vào nó bị ẩm, nó sũng cái bầu đấy, nó không ra được rễ bạn nhé. Nên là chúng ta phải thít thật chặt luôn ạ, hai đầu ạ. Còn đâu ấy, khi mà cái cây này mà chúng ta bọc như này cũng không cần phải tưới tắm gì. Thế nhưng mà khi mà chúng ta bọc kín như thế này thì nó sẽ toát mồ hôi và nó không ra thoát hơi nước được. Thì nó cũng sẽ tạo lên cái độ ẩm ở trong cái bầu đấy và để nó kích thích cái cây, nó sẽ có cái cơ chế để cho nó liền vết thương và nó sẽ kích thích để nó ra rễ. Cộng với việc là cái rễ bèo này này. Cái rễ bèo này rất là tốt ạ, nó xốp, nó mềm nên là rất dễ để cho kiểu dạng cái rễ cây khi nó non ý, nó có thể đâm ra. Công việc thì chỉ có đơn giản như thế thôi ạ. Còn đây ạ, đây là thành quả. Các bạn thấy một cái cây lựu quả đây ạ. Bé xíu xíu như này nhưng mà có thể chiết được ra rất là nhiều các cái cây con ạ. Để mà có được những cái cây lựu ăn quả rất đẹp như này bán cho các bạn ạ thì cái công đoạn sau khi mà chiết xong như các bạn vừa tham khảo thì sẽ phải để khoảng tầm ít nhất là 2 tháng thì những cái cây này nó mới ra rễ, sau đó cắt ở dưới cái đoạn này và mang vào trồng vào bịch đen ạ. Trồng vào bịch đen khoảng tầm 3 tháng sau thì bắt đầu nhà mình mới ra các cái chậu to như này và lại nuôi thêm, lớn lên thêm nữa. Như vậy là phải tầm mất khoảng tầm 1 năm trời ạ. Từ cái lúc chiết cành như này mới có được những cái cây hoa rất đẹp như này để bán cho các bạn. Nếu mà các bạn thấy cái video này hữu ích, có thể giúp bạn hiểu thêm về cái cách chiết cành của cây lựu quả cũng như là cái khoảng thời gian bao lâu để trồng ra được một cái chậu cây lựu quả đẹp xinh bán cho các bạn như thế này thì vui lòng cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để sớm nhận được các cái chia sẻ tiếp theo của nhà vườn về cách trồng chăm sóc từng loại cây loại hoa bạn nhé. Cảm ơn các bạn ạ.